Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn giữa cái hàm Indirect nhá, ứng dụng trong lấy tự động dữ liệu từ các sheet khác nhau. Ví dụ trong trường hợp mình có các sheet là quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4 kết quả hoạt động kinh doanh của một công ty chẳng hạn. Bây giờ mình đang cần lấy dữ liệu sang cái bảng dữ liệu tổng hợp là quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2020. Đó. Thì trước tiên bình thường thì các bạn sẽ hay làm, bạn sẽ dùng cái hàm VLOOKUP. Các bạn có thể lấy một cái dữ liệu ở đây, lấy phần doanh thu, bạn VLOOKUP sang đúng không ạ? 4,2,0. Bạn nhớ chỗ này sửa sang cột B, bởi vì là theo trước mình đã học cái VLOOKUP là cái ký tự tìm kiếm đầu tiên trong bảng tìm kiếm thì nó phải là bắt đầu bằng cái ký tự mình cần tìm kiếm đúng không ạ? Nếu trong trường hợp các bạn muốn kéo sang quý 2 thì nó vẫn chỉ là ở cái bảng quý 1 và các bạn phải sửa tay đúng không ạ? Có thể các bạn hãy sửa sang là sang số 2. Nhưng nếu mà làm như thế này nó sẽ rất thủ công. Thủ công ở chỗ là có thể một cái sheet của bạn nó rất là dài, có thể là trong tổng hợp của 30 ngày chẳng hạn, hoặc tổng hợp của 12 tháng chẳng hạn. Nếu mà các bạn sửa như này thì rất là lâu đúng không ạ? Thay vì đó thì mình hướng dẫn các bạn là sử dụng kết hợp hàm Indirect vào. Thì hàm Indirect thì nó là cái hàm mà trả về tham số. Các bạn nhớ nhé, cái ký hiệu của sheet này thì nó sẽ có cái dấu chấm, cái dấu phẩy ở trên đây. Xong tiếp theo là cái Q1, tức là cái tên quy định cho cái quý 1. Đó, thì từ cột B cho đến cột C. Thì thay vì đấy nhá, mình sẽ làm cách là mình sẽ in từ Indirect này. Indirect tab này, các bạn mở ngoặc nhá, các bạn cho cái phần dấu phẩy này vào trong cái nháy cho mình nhá. Tức là mình nói là giá trị phẩy này, các bạn và này. Và thay đó các bạn và bạn thay cho mình phần cái Q1 này cho mình chính bằng cái tên tiêu đề ở trên đây. Đó, rồi các bạn và tiếp. Thì các bạn sẽ nháy. Đó. Xong các bạn cho mình cái phần nháy ở đến phần cuối này nữa, tức là nó sẽ kết hợp Indirect này, nó sẽ kết hợp cái vùng tham chiếu trả về, kết hợp của cái nháy tương ứng với chữ Q1 đó nối với cái phần cột từ cột B đến cột C, thì nó sẽ hiểu là nó sẽ lấy dữ liệu của sheet Q1 đến cột B và cột C nhá. Các bạn đóng ngoặc lại. Đấy, các bạn enter, được chưa? Nhưng ở đây các bạn nhớ cho mình một điều là để mình kéo sang ngang và nó không bị, và kéo sang dọc nó không, kéo dọc không bị thay đổi về vị trí Q1 này, thì mình sẽ phải là F4 2 lần đúng không ạ? Đấy. Và các bạn nhớ quy định cho mình nhá. Ví dụ như trên này mình đang muốn lấy dữ liệu là Q1 thì cái tên Q1 này nó phải khớp với tên sheet ở đây. Đó, nó là tên sheet Q1 thì các bạn sẽ kéo cho mình sang. Đấy. Các bạn sẽ kéo lần lượt xuống. Được chưa? Cách các bạn check nhá, thì có thể là các bạn chỉ cần check cái cột này thôi. Các bạn sẽ trừ đi Q1 này, đúng không? Nó sẽ về không, nó bằng này, trừ đi các sheet. Đó. Được chưa? Thì thay chỗ này nó sẽ, mình sẽ sửa bằng Q2 chẳng hạn. Thì tương tự bạn có thể sử dụng Indirect cũng được. Đó. Trừ đi Q3 thì bằng này, trừ đi Q3 đúng không ạ? Đó. Thì cái này trừ đi Q4. Này nó bằng thằng này trừ đi Q4. Được chưa? Thì kết quả lấy sang là đúng rồi nhá. Đấy là mình hướng dẫn các bạn kết hợp giữa hàm, tức là mình sẽ sử dụng hàm Indirect để mình lấy cái tham chiếu của cái vùng đó, nó bởi vì Indirect nó có chức năng nối được cho bạn, cái nối được cái vùng này, mình sẽ nối là cái ký tự Q1 này và cái ký tự nháy đúng không ạ? Đây ở chỗ này mình sẽ có cái chỗ này. Chỗ này các bạn sẽ hiểu là mình sẽ nối cái nháy này, một nháy này với Q1 là ở trần C5 này, với cái phần nháy và cột từ cột B cho đến cột C nhá. Thì đây là cách mà các bạn có thể sử dụng. Trong trường hợp cái sheet của bạn rất nhiều, bạn có thể sử dụng chỉ cần làm một lần như này thôi, sẽ lấy dữ liệu của tất cả các cột sang đúng một cái file tổng hợp như này. Đấy. Thì mình đã chia sẻ xong về cái hàm Indirect nhá.